Dạ. Mật mí quý vị là đây là một người con của quê hương Vĩnh Long nha. Dạ. Miền Tây quê tôi. Em nha là đồng hương á mà nãy giờ không chịu nhận. Thôi. Thôi mà em biết em cũng im luôn. Sao vậy? Để từ từ cho nó biết, cho nó hấp dẫn. Hấp dẫn như em ở Vĩnh Long đúng không? Dạ đúng anh, rồi. Anh ở Long An. Thì cùng nhau cái chữ Long. Rồi, cái chúng ta hãy nhìn. Xin chào quý vị khán giả đến với kênh YouTube nghệ sĩ Tiết Cương. Hôm nay Tiết Cương rất vui khi ngồi đây với một cô bạn đồng nghiệp, đó chính là đây MC Huỳnh Anh. Xin chào mọi người. Cổ là MC chắc cổ lành lắm ha. Quá lành luôn. Làm MC được bao nhiêu năm rồi? Dạ em làm MC được 5 năm rồi anh. 5 năm là em hồi đó em có học một cái ngành nghề gì liên quan tới nghệ thuật không mà chỉ qua MC? Dạ hồi đó thì em học y sĩ đa khoa và tốt nghiệp, còn đến với nghề đó, đó là một cái may mắn với lại một cái gọi là tự nhiên thôi chứ. Là sao? Là tự nhiên em đi làm cái tự nhiên cái em được cầm mic được luôn. Vậy là con này có năng khiếu cầm mic. Vậy từ đó. Bé học y sĩ hả? Dạ đúng rồi. Y sĩ làm có chuyên ngành gì không? Dạ chuyên ngành đa khoa luôn. Đa khoa là tổng quát không? Dạ đúng hôm rồi. Em rảnh em khám cho anh bữa thử anh có bệnh gì không? Có bệnh gì không mà sao gần 50 tuổi không có vợ? Hả? Bệnh ống chề. Ống chề là gì? Ế chồng. Ế chồng. Ủa gì ế chồng? Con trai ế chồng gì mà nội? Vậy là mà năm nay em khoảng bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay hả? Em còn nhỏ lắm, em mới có 28 tuổi thôi. 28 tuổi mặt nó mặt thấy cũng còn trẻ mà. Giới thiệu quý vị, Quỳnh Anh là cũng quen với Tiết Cương một số chương trình. Rồi hai anh em kết bạn Facebook ấy, mới inbox nói anh Cương ơi, anh review xe sao không thấy review xe em. Cái mình mới nói, ủa em có chiếc gì thì em nói anh mới biết review chứ. Cái bạn nó có, em có con xe phải nói là dữ dằn lắm. Xe là em là cũng thuộc dạng hàng dữ luôn á. Cái mình hỏi bả, cái bả mới giới thiệu hôm nay bả chạy lên bả sẽ cho mình giới thiệu con này đây thưa quý vị đó. Alpha. Quay Alpha thần thánh của Huỳnh Anh. Rồi em có thể cho quý vị khán giả biết là chiếc xe này em là sở hữu nó bao nhiêu năm rồi không? Dạ chiếc xe này sở hữu được 9 năm rồi anh. 9 năm rồi. Dạ. Cũng như gần 10 năm rồi. Mà hồi xưa là đập thùng không? Dạ đập thùng luôn. Mà em 28 tuổi mà năm 9 năm là đúng đó, em mới 19 tuổi à. Vừa dạ. Hết lớp 12 hả? Dạ đúng rồi. Là ai mua cho em? Ba em mua cho em tặng sinh nhật em. Trời ơi, ba em cưng em quá. Mà chiếc này em có nhớ hồi xưa đập thùng nhiêu không? Dạ đập thùng là giấy tờ luôn á là 17 triệu. Ủa, sao hồi xưa rẻ vậy ta? Không, đồng tiền ngày xưa nó khác anh. À. Dạ. Ủa bây giờ cái quay Alpha nhiêu em? 22 triệu. 22 triệu hả? Dạ. À, quay Alpha bây giờ 22 triệu và hồi xưa 17 triệu là cách đây 9-10 năm nữa cũng lớn ha. Nhưng mà theo anh được biết là cái quay Alpha những cái đời trước là cái máy nó ngon hơn cái đời sau phải không em? Vậy hả? Ồ, vậy chúng ta sẽ review chiếc xe này và trải nghiệm ha. Thì lúc trước anh cũng có review thử một chiếc quay Alpha mà đời đầu á. Dạ. Hôm nay thì chúng ta sẽ review cái chiếc quay Alpha coi như là đời giữa. Thưa quý vị khán giả, chiếc quay Alpha này nó ra đời ở Việt Nam mình cách đây cũng trên dưới 20 năm rồi. Mục đích của Honda Việt Nam ra đời chiếc quay Alpha là để cạnh tranh mãnh liệt với lúc đó là trên thị trường là quay Trung Quốc và rim Trung Quốc, coi như là thao túng toàn bộ thị trường Việt Nam. Bởi vì lúc đó những chiếc rim tem lửa thưa bà con là lúc đó là nó rất là mắc, nó từ 28 tới 30 mấy triệu. Mà lúc đó đâu phải người Việt Nam nào cũng có điều kiện đi rim tem lửa đâu. Cho nên đó, lúc đó Trung Quốc mới chế tạo ra chiếc xe quay Trung Quốc, rim Trung Quốc bán giá có từ 10 tới 12 triệu thôi. Thì lúc đó bà con đổ xô ra toàn bộ ra ngoài đường. Lúc đó Thiết Cương nhớ ha, ra đường toàn bộ là thấy toàn là xe Trung Quốc không. Lúc đó Honda mới bắt đầu nghĩ ra một chiến lược là đặt trụ sở tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam luôn.
và ra một cái dòng xe quay để cạnh tranh với xe Trung Quốc. Và quả nhiên cái chiến lược của Honda đã thành công rực rỡ và đã tiêu diệt được tất cả các loại xe Trung Quốc trên thị trường. Và như ngày nay quý vị thấy đã vắng bóng hẳn các xe Trung Quốc, và khán giả và người tiêu dùng Việt Nam đã tin tưởng vào những cái dòng xe của Honda. Và điển hình là từ xưa tới giờ trong tất cả các dòng xe của Honda Việt Nam thì cái dòng xe quay này là Tiết Cương thấy ra nhiều nhất, nhiều đến nỗi mà Tiết Cương không nhớ được hết có bao nhiêu dòng xe quay. Và bây giờ hiện tại vẫn đang sản xuất ra quay, quay Alpha nè, rồi quay RS, rồi quay gì ZR, quay gì đó nhiều lắm, nói chung tôi không biết hết nổi. Và hôm nay thì cũng rất là vui khi Quỳnh Anh giới thiệu với Tiết Cương chiếc quay Alpha của bạn đi cũng 10 năm rồi. Và em đi chiếc này 10 năm mà có bị hư hao gì không? Dạ nếu mà hư á, thì có những cái trường hợp như là cán đinh hay gì thì mình thay ruột rồi lâu lâu thì bánh mòn thì mình thay vỏ thôi, chứ còn lại thì máy không có thay không máy móc gì. Nhưng không mà em con gái đi rồi sao em biết thay dầu nhớt thay đồ này nọ? Dạ cái này em đem vào hãng của Honda Heat thì người ta sẽ thay nhớt cho em luôn. Chơi lớn. Có nghĩa là bả chơi xe này là coi như là vô hãng không, coi như là em là còn quý trọng hơn Tiết Cương luôn á. Anh đi xe là anh sửa ngoài đường không, anh không có tiền vô hãng đâu. Bây giờ chúng ta review xe này ha. Xe này là nó thắng đùm hả? Dạ thắng đùm. Ủa bạn ơi, hồi đó cái quay này là nó có thắng đĩa không ta? Không ạ. À cái quay Alpha là chỉ thắng đùm thôi hả? Sự dòng quay tôi không có gành lắm. Bây giờ kiểm tra cái niền, cái xe này theo lời bạn là đồ theo xe hết đây. Godse nha. Thì để muốn kiểm tra có biết cái niền có theo xe không thì nó là chữ G và chữ N. Chúng ta sẽ lát hồi sẽ kiểm tra GN ở phía sau của cái niền sau nha. Còn cái vỏ thì đã thay rồi, 10 năm rồi, giờ thay vỏ trên xin. Ấy cái này là cái gì vậy? Cái này cái gì vậy? Cái này cái gì vậy Quỳnh Anh? Trời anh ơi, cái đó là bị té xe cái nó bể cái em nẹp lại. Em nẹp lại đó, chưa thay mới luôn. Kiểm tra coi xe gất đầu chưa? Xe này có gất đầu chưa, khai thiệt chưa? Dạ thì... chưa có làm gì hết á. Dạ. Chưa ai làm gì em hết hả? Chưa. Chiếc xe còn chinh trắng luôn. Cả xe và người đều còn chinh hả? Dạ. Em thì không chắc đâu. Xe này là còn tem nha bà con, chưa gất đầu. Để coi cổ bô coi, kiểm tra cổ bô coi xét nhiều không. Cổ bô nó muốn sức ra luôn rồi anh. Đâu có sức gì đâu, bô còn mới mà. Nó chỉ bị xét chỗ con ốc thôi à. Ừ. Chiếc này gần 10 năm mà bạn Quỳnh Anh, em có đi chạy lên chạy xuống quê em nhiều không? Dạ có. 130 cây số là em chạy hoài luôn anh. À. Giờ mình nhìn công đồ mét đi. Chiếc dạ. Bật mí quý vị lại là một người con của quê hương Vĩnh Long nha. Dạ. Miền Tây quê tôi. Em nha là đồng hương á mà nãy giờ không chịu nhận. Thôi. Thôi mà em biết em cũng im luôn. Sao vậy? Để từ từ cho nó biết, cho nó hấp dẫn. Hấp dẫn như em ở Vĩnh Long đúng không? Dạ đúng anh, rồi. Anh ở Long An. Thì cùng nhau cái chữ Long. Thôi. Rồi cái chúng ta hãy nhìn vào cái phần đèn chiếu sáng, cái phần này nó Tiết Cương thấy nó cũng hơi to ha. Cái phần đầu đèn này nè nó hơi to, nó giống như những cái thế hệ quay thì cái đầu đèn nó họ là Honda họ chế nó cũng hơi na ná giống nhau, nhưng mà bản thân Tiết Cương thì thích những cái đầu đèn nó nhỏ hơn chút xíu, giống như của cái quay Alpha đời đầu á, Tiết Cương thích hơn. Hoặc là cái quay Alpha mà hoặc không phải quay Alpha mà quay của Thái mà 100 á, cái đầu đèn nó gọn anh thích hơn, cái đầu này nó to quá. Rồi bây giờ chúng ta hãy vào xem cái công tơ mét đây. Chiếc này đã chạy được 61.000 hả Huỳnh Anh? 9 năm, cái này có bao giờ bị đứt không? Dạ không. Vậy mà 9 năm đi 61.000 đâu có nhiều đâu. Ở đây là hai này đèn xi nhan này, này báo số nè. Cái này là logo Honda này xăng nó đơn giản ha. Nó cũ quá nó cho nên nó rạn rạn hết luôn rồi. Đúng rồi, xe zin mà. Cái này lâu ngày nó chốc ra luôn hả em? Dạ đúng rồi anh. Ủa mà cái này zin nó là màu gì ta? Cái màu của nó ở phía bên ngoài nó cũng giống như cái lớp hơi bạc bạc ở phía sau. Ủa? Vậy đó anh. Mà nó chốc ra. À cái này nó giống như nó màu. Cái này bằng mũ nha. Bằng mũ, dạ đúng rồi. Chính vì bằng mũ nó mới bị bạc nè. Đó. Còn cái những cái này bằng kim loại sơn đen thì nó không bạc ha. Nhìn còn mới luôn. Đặt tên còn mới mà. Cái này sao bị trụi quá vậy? Dạ em cũng không biết em luôn. Em chở ai mà đạp tàn canh chi đạo vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái niền ha. Cái niền sao? Đây bà con thấy không? Cũng
cũng Godsy và có chữ CN là liền trước liền sau là một cặp đó nha bà con, không có like nha bà con. À, rồi em có thể kể cho Tiết Cương quý vị khán giả một kỷ niệm nào về chiếc xe này không? Ví dụ như đi bị bể bánh hay dắt bộ hay tắt máy hay gì không? Dạ, cái trường hợp đó là vẫn chưa. Chưa bị. Tại dạ. Xe thường những cái dòng xe Honda thường rất là an toàn bà con ơi. Đi là không có cái chuyện mà bị tắt máy giữa đường, chỉ bị bể bánh xe thôi không? Dạ, bể bánh không có, chỉ có cán đinh thôi anh. Cán đinh rồi sao lết vậy được? Cũng may á là có cán đinh, nhưng mà ở gần đó có tiệm sửa xe thì dắt vô luôn. À vậy hả? Dạ. Cũng gần. Còn ban đêm ban hôm đi thì sao? Ban đêm ban hôm thì đèn thì nó cũng không có chiếu sáng, nói chung là cũ rồi cho nên đèn chiếu sáng cũng không có được tốt lắm. Nó cũng mờ mờ. Đến những cái đoạn đường mà tối quá thì cứ chạy theo quán tính thôi. Vậy hả? Dạ. Để cái cốp mở ra sao em? Cốp dưới này hả? Dạ đúng rồi, cốp ở bên đây ạ. Rồi, đây. À, thì thưa bà con, cái từ những cái đời sau thì Honda họ đã chế tạo ra cái chiếc xe quay thì nó cũng có được cái cốp ha, cũng để được cái áo mưa nè. Áo mưa. Để được cái áo mưa bao tay với mà cái váy chống nắng cũng có thể được. Cái đế yên thì bằng mũ cho nó khỏi chống xét ha. Nó khỏi xét. Ủa còn cái bình xăng đổ đầy bình là nhiêu? Dạ đầy bình là khoảng 3 lít. Là nhiêu tiền á? Nhiêu tiền ha anh, tầm khoảng xăng rẻ tầm khoảng 40.000 là đầy bình rồi. À, còn này tầm khoảng 50.000 là đầy bình. Đầy bình mà đầy bình thì em chạy được lâu không? Chạy từ đây tới Vĩnh Long luôn, đổ đầy bình tại Vĩnh Long. Còn 100. Ở Sài Gòn này em chạy tới và lui được tuần lễ không? Dạ hơn tuần luôn á anh. Dạ. Đi rồi. Đi làm là đều đều hơn rồi, cho mượn cà vẹt, mượn cà vẹt. Kiểm tra coi có phải hàng chính chủ không. Rồi quay xe đi để em đi lấy cà vẹt cái. Rồi bản số là 64C103035. 35 là con dê hả? Em con là, dê nhỏ. Em tuổi con dê luôn hả? Không, tuổi con gà. 35 là con dê nhỏ. Còn Tiết Cương là 75 là con dê già. Chúng ta sẽ kiểm tra cà vẹt có đúng như lời bạn Huỳnh á. Ủa, tên em Huỳnh Anh luôn hả? Dạ đúng rồi, có anh tưởng em là Nguyễn Thị Huỳnh Anh hay gì? Sao ba em đặt em tên men quá vậy? Em cũng không biết. Còn em của em tên gì? Huỳnh Tiết Nhi. Sao em... Nói chung là em của em tên 3 chữ thôi, chỉ có mình em là 2 chữ thôi. Nó giống như em vậy đó anh. Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long. Đăng ký lần đầu 17 tháng 10 2011. Đúng rồi. Ý sao cái này 2018 kỳ vậy? Vậy là xe này em mua lại rồi sao? Em nói anh là em mua một đời chủ từ xưa giờ. Đâu có đâu, em mua đập hộp luôn đó. Nhưng mà tại vì á là em bị mất giấy tờ xe. Lúc mà đang đi làm show á thì em bị mất cái bóp. Dạ mất hết giấy tờ luôn. Cho nên làm lại. Thì ra cô ấy bị mất giấy tờ và làm lại mới có 3 năm bà con. Chiếc xe này là chính chủ, một đời chủ là cổ đi 9 năm rồi ha. Ủa mà hồi đó giờ em đi chiếc xe này có ai mà hỏi mua em không? Dạ không, không ai hỏi mua. Nhưng quay anh vào ai hỏi á. Dạ. Giờ có Tiết Cương hỏi mua giờ có bán không? Dạ không bán. Sao đâu vậy? Tại để dành đi chợ. Chợ gì trời ơi, xe không đi người ta bán đi. Đây bà con, cái bô này cũng theo xe Vin luôn nha. Những đời sau thì Honda họ chế bô, nó có cái má bô này và vẫn là bô xi theo kiểu quay và rim đời đầu. Thì Tiết Cương thích cái bô xi hơn những cái dòng bô mà sơn đen ha. Bản thân tôi thích thôi, còn bà con mỗi người một ý thích. Cái phục này của nó zin theo xe luôn phải không em? Dạ phục zin luôn đó anh. Dạ. Tem của nó là chiếc này là đen đen xám nha bà con, và phối thêm cái chữ alpha màu đỏ, nhìn nó cũng rất là dễ thương. Rồi, cái má của cái này cũng là bằng mũ cho nên nó bị bạc theo thời gian em ha. Cái má của cái bên này là cái gì ta? Cái nồi nè. Đó. Cái giò đạp có giờ em đạp không? Dạ có anh. Ủa? Lúc mà để xe mà lâu quá mà không chạy á. Thì cái bình nó bị hết thì em sẽ đạp. Cho tôi đạp thử coi. Dạ. Đạp cái nổ hả? Dạ. Nghe thử tiếng máy luôn. Để tôi nghe thử tiếng máy coi có máy có giọng không. Máy còn êm mà cái nồi hơi hú à. Rồi, để Tiết Cương sẽ kiểm tra trải nghiệm chạy thử xe này ha Quỳnh Anh ha. Dạ. Để cảm giác chạy chiếc quay nè nó như thế nào. Coi cái máy nó còn ngon không. Mình phải trải nghiệm thử ha. Dạ. Rồi bây giờ chạy đi. Rồi. Let's go. Chiếc này chạy khó không? Dạ dễ chạy lắm. Dễ chạy. Em chạy được mà. Có âm gia tay không? Không có thắng tay ở đây. Thắng tay được không? Dạ. Rồi anh chạy thử nha. Dạ.
Cái máy cũng còn ngon lắm bà con ơi. Cái hộp số cũng chả kêu cốc cốc giống như phim chờ á. Chiếc này thì nó là 100 phân khối phải không em? Em không dạ chiếc này mà chạy mà kéo hết ga là tầm khoảng được 85 thôi anh. Ghê vậy. Dạ. Em chạy được tới 85 luôn hả? Dạ. Em liều. Anh bây giờ mà anh chạy tới 70 là cái tay rung rung rung. Ủa chiếc này 100 không em? Này 100 phân khối. Thì nếu mà với cái dung tích xi lanh 100 phân khối thì chiếc cương chạy nghĩ vậy là cũng ok á. Còn máy cũng rất là êm. Mà lại xe lại cũng có cái space, cũng có gọi là cái gì ta quên rồi, chỗ ngồi không phải yên cốp nó cũng có cốp để một số đòn nhỏ nhỏ. Thì Tiết Cương nghĩ cái vòng quay bây giờ cũng tương đối tiện dụng và giá cả thì cũng vừa phải với một cái chiếc xe mà đập thùng 17 triệu như vậy. Và sau 10 năm thì anh nghĩ anh không phải là người gành về giá lắm, nhưng mà anh khẳng định với em chiếc xe này em bán lại vẫn được trên 10 triệu. Wow. Chiếc này vẫn mười mấy triệu như thường. Đó có nghĩa là thưa bà con, với dòng xe Honda xe số nó có cái hay nó là đi thời gian dài dài cũng không bị mất giá nữa. Trời, em tưởng đâu là tầm khoảng 5-6 triệu vậy thôi chứ. Không, sao 5-6 triệu? Xe của em zin hết toàn bộ vậy, chưa rớt đầu nồi chưa rớt. Chiếc này bây giờ bán lại là anh nghĩ cũng được mười mấy triệu á. Wow, vậy luôn á. Có một số dòng xe bán còn lời nữa, giống như Future á. Dạ. Future 1 nè, Future Neo nè, mình chạy thời gian mình bán lời hơn nữa. Wow, vậy hả? Em không biết. Future Neo mà thí dụ hồi đó đập thùng 32 triệu, 33 triệu đi. Bây giờ có nhiều xe bán được lời gấp đôi, bán 60-70 triệu luôn á. Dạ anh mua không? Bán cái anh gấp đôi nè. Ông cười kìa. Cái đó là Future. Còn em là quay Alpha mà bắt đầu bán gấp đôi rồi. Bây giờ nếu mà anh nghĩ xe này em ít có đi, bây giờ em hình như bây giờ em đi qua xe tay ga hả? Dạ em đi Vixen rồi anh. Trời ơi, đi Vixen luôn rồi. Còn chiếc này giờ chùm mền hả? Thôi em để đi chợ. Đi chợ. Vậy thôi giờ mà anh cũng vô, anh dạy quá tiền đi tiết lộ cái giá thôi, bảo bán mình 5-6 triệu. Thôi giờ chiếc này anh trả cho em 5-6 triệu là anh trả em 11 triệu á. Thì đó, 5-6 triệu cộng lại 11 triệu á, được cái chồng tiền luôn. 11 triệu tôi mua, tôi chạy đi cài review xe coi. Bán không? Không bán. Quà sinh nhật của ba. Kỷ niệm. Quà sinh nhật. Mà đùa thôi chứ biết bà không bán đâu. Rồi, cảm ơn bạn Huỳnh Anh đã cho Tiết Cương và quý vị khán giả trải nghiệm về chiếc xe Way Alpha đời giữa 2011. Cũng rất là dễ thương. Bà con thấy chiếc xe sau 10 năm vẫn còn rất là êm luôn. Rất là chạy, rất là êm, và bề ngoài tuy cũng có trầy trụ một chút xíu, nhưng mà đúng là xe của phụ nữ chạy thì nó còn rất là đẹp. Ủa cái này là em dán con keo hay gì vậy? Dạ em có dán keo trong để mà ngừa mấy cái chỗ mà bị chày á. Con này dán gì vậy? Em biết nữa, chắc bị chóc ra. Dán chi xé ra luôn. Trời ơi, lâu lắm rồi cũng không có đi dán lại luôn. Sau khi trải nghiệm đã xé một số vị trí trên người của Huỳnh Anh, ấy lộn, chiếc xe trên xe của Huỳnh Anh rồi. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi clip rất vui của Tiết Cương và Huỳnh Anh về chiếc Way Alpha đời giữa. Xin chào tạm biệt quý vị, xin chào.